Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Boy Mirai. Ok, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi Minecraft trên tổ 1.16 các bạn ơi. Yeah. Đấy. Thì như mình đã hứa thì mình đã sửa máy tính xong. Bây giờ mình sẽ quay clip chơi tiếp tục series tập 6 các bạn ơi. Thì ở trong tập trước các bạn có thể thấy là mình ở khu vực mà gần gỗ sồi sẩm các bạn ơi. Thì mình trong thời gian dưới hai tập thì mình đã có chuyển tới cái chỗ gần gỗ sồi các bạn. Có cả gỗ bạch dương nữa mà. Mình trồng được một ít mía các bạn. Đây là đồ của mình. Và hôm nay là mình sẽ xây nhà nha các bạn ơi. Thì mình đã có chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ các bạn ơi. Thì đó, phải mất thời gian của các bạn ấy. Thì mình đã có chuẩn bị một cái khung như thế này trước để lát nữa xây cho nó đơn giản ấy, đỡ mất thời gian ấy. Thì mình lúc nãy mình quên ấy bạn, mình xây cái này mình phải cần tìm thêm một ít gỗ gọi là gỗ bạch dương, tại vì ở khu vực này toàn gỗ bạch dương với gỗ sồi không à. Thì mình sẽ đi chặt một ít gỗ bạch dương nha các bạn. Đấy. Thì bạn nào thích series của mình thì quên để lại một like và một subscribe ủng hộ kênh của mình nha các bạn ơi. Đấy. Đấy, ui. Cái 1.16 này cái resort bạch của gỗ bạch dương đẹp phải không? Thì mình sẽ chặt ít gỗ bạch dương các bạn. Mình cũng không thích gỗ bạch dương lắm đâu các bạn ơi, tại vì cái khu vực này có gỗ bạch dương ấy, không có gỗ sồi nên mình không có gỗ sồi sẵn nên mình phải buộc phải lấy gỗ bạch dương thôi các bạn ơi. Phải. Rồi. Thì bạn nào mà có thử thách gì muốn cứ comment ở dưới video cho mình biết nha. Ok, để mình làm trong tập tiếp theo. Đấy. Ui. Úc ong luôn các bạn ơi. Các bạn thấy con ong to không các bạn? Ôi. Tuyệt vời. Thì từ từ mình sẽ qua đây mà dẫn mấy chú ong về nuôi sao nha các bạn. Rồi. Ok, mình sẽ chặt ít cục bạch dương ở đây các bạn. Nãy mình chặt 23 cục rồi. Ok, mình sẽ đi chặt thêm một tí các bạn. Ở khu vực này á, thì mình thấy có rất nhiều heo luôn nha các bạn. Mình nãy khúc mà mình chơi trong thời gian dưới hai tập mình chơi á, là mình đi gặp toàn là heo luôn. Ôi trời ơi, heo khu vực này rất là nhiều luôn các bạn. Rồi. Rồi các bạn có thể thấy nè. Ui, có sói sói nè các bạn. Ui. Ê, mình có xương này. Ui. 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 Ui, best friend forever các bạn ơi. Mình thì thành tựu rồi, thu phục được một con chó sói các bạn ơi. Còn một con ở đây nữa các bạn. Ui, nhiều vãi. Ui, sói ở đây nhiều vãi các bạn. Còn một cục cuối cùng hy vọng là nó sẽ thuộc về mình các bạn. Ui. Ok, giờ mình sẽ mình hết xương để thu phục con này các bạn ơi. Ok, mình sẽ cho hai con này ăn các bạn. Ui, các bạn có nó xinh xẻn nè. Ui. Ui, vậy là mình tiếp. Ui, mình được nhân giống chó sói các bạn ơi. Vậy là mình được có được ba em chó sói luôn. Wow. Đặt này mình đã thu phục được ba con sói các bạn ơi. Ngon nha. Ok. Mình sẽ chặt ít thêm một gỗ đây để nhanh tiến độ. Ui, có ba con sói luôn. Là mình đã có những người bạn đầu tiên của mình trên thế giới này rồi các bạn ơi. Tuyệt vời, mình không sợ cô đơn nữa các bạn. Nói có luôn ba con sói luôn. Thì các bạn hỏi là xương đâu mình có, thì trong thời gian dưới hai tập á, mình đi khúc mình trong thời gian mình di chuyển tới chỗ đã quen á bạn, thì trời đã tối các bạn, mình có giết thêm mấy con skeleton á và có cá nhện nữa bạn ơi. Ok, thì mình sẽ chặt một ít gỗ bạch dương ở đây. Ui, thôi cúp luôn các bạn. Ngồi. Ok, mình nghĩ là 49 cục là ok rồi đấy, vừa đủ rồi. Căn nhà của mình nó ven bờ biển luôn các bạn ơi. Mình nhìn cái view cực đẹp luôn ấy. Ok, thì mới cho con ba con sói mình. Ui ui ui. Ui, còn hai con ấy. Một con mình cho nó ngồi xuống các bạn ơi. Đấy, con nhỏ này vẫn phải. Thì ui có con creeper này. Mình không muốn là trong lúc mình đang xây nhà thì nó nổ đâu, mình sẽ giết nó. Ấy. Ok, tiêu diệt được một con creeper các bạn. Ok, thì bắt đầu công cuộc xây nhà thôi các bạn ơi. Ok, thì đá mình đào trong được trong thời gian hai tập các bạn. Ó, thì trong thời gian hai tập mình chặt quá nhiều cây luôn, được quá nhiều mầm luôn các bạn. Ó, mình đã giết được con nhện rồi, được có mắt nhện luôn. Ok, thì mình sẽ tiếp tục công việc xây nhà thôi các bạn. Rồi. Ui, mình được ba con sói luôn. Cũng ok đấy các bạn ơi. Mình nghĩ ở phần dưới là mình sẽ lắp bằng gỗ sồi các bạn. Và
Ôi trời, xây một tí mà trời sắp tối các bạn ơi. Ok, trời mặt trời lặn luôn rồi, không mình sẽ đi ngủ đây. Ok, mình sẽ đi ngủ một tí các bạn. Ngoái, vậy là trời sáng lại rồi, thì mình sẽ tiếp tục công việc xây nhà thôi bạn ơi. Cái phần này thì mình sẽ xây có bạch dương các bạn. Rồi, mình cũng chặt khá nhiều gỗ bạch dương luôn. Ok, như vậy là mình nghĩ như vậy là đủ rồi ấy. Ok, đây là gỗ bạch dương nha các bạn. Rồi, mình cũng không thích gỗ bạch dương lắm các bạn ơi, nhưng mà buộc phải, tại ở khu vực này chỉ có gỗ bạch dương thôi nên mình phải xây bằng gỗ bạch dương thôi các bạn. Ôi, mình thiếu một cục ở trên các bạn. Không sao, mình gỗ mình rất là nhiều. Ôi, rồi mình phải chế thêm một cái rìu nữa các bạn ơi. Thì ở trong mấy cái tập đầu mình chưa có đi tìm được sắt các bạn ơi, nên mình phải xài dựa đá thôi. Ui buồn vãi, nên tốc độ nó dễ hư là chuyện bình thường luôn nha các bạn. Đấy, như nãy bạn thấy là mình đào một tí thôi mà nó đã hư rồi. Đấy, ok, và đây là cái cửa nha các bạn. Ok, mình nghĩ là cái bước này cũng ui hết hồn. Cái bước này cũng đã sắp xong ở căn nhà bạn, được một phần ba cái ngôi nhà rồi đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm cái mái nhà nha các bạn. Ôi, mình cần lấy một ít đất. Ôi, không có đất các bạn. Mình lấy ít đất để mình leo lên cho nó dễ các bạn ơi. Lấy căn này ngay đây nha các bạn. Đúng rồi. Ok, mình nghĩ như đây đất là ok rồi đấy. Chưa qua phải tiếp tục công việc thôi bạn ơi. À, mình sẽ cần chế những cái ván gỗ bạn. À, cầu thang gỗ chứ, mình nhầm. Xin lỗi các bạn nha. Ok, mình cần làm cầu thang gỗ bạn. Quay. Rồi, mình sẽ leo lên đây. 2 đấy, 1, 2, 3. Ok, như vậy là vừa các bạn ơi. Mình sẽ lấy gỗ và lắp vào. Bên đây cũng vậy luôn. Đấy, các bạn chỉ nói lại đường này nha. Đấy, ôi mình còn rất là nhiều luôn. Ok, như vậy là cũng sắp xong rồi các bạn. Nếu mà gỗ sồi sẩm thì nó sẽ đẹp hơn nha các bạn, mà hiện tại mình không có gỗ sồi sẩm các bạn ơi. Gỗ sồi sẩm lúc trước mình quên lấy các bạn, từ cái khu rừng kia mình quên lấy ấy. Khá tiếc. Ôi, mình sẽ chặt cái này đi. Mình xây cứ hơi bị nhầm các bạn, thông cảm nha. Ở chỗ này thì xây sao ta? Từ từ mình sẽ thiết kế sau các bạn. Đấy, từ 1, 2, 3, 4, 5. Chỗ này thì xây như thế nào ta? À, chỗ này thì vẫn mình sẽ đặt ba ô ngay chỗ này luôn. Đấy, ba ô như vậy luôn rồi. 1, 2. Ở đây là một ô nữa, 3. Đấy, chỗ này vẫn xây bình thường thôi nha các bạn. Đó. Đấy, trời ơi, con PC nhà đỉnh vãi. Ôi, mới nói xong tôi bị nhầm vãi nồi. Đấy, coi việc tiếp theo các bạn lại sẽ xây nó dư ra một tí các bạn. Đấy, dư ra một tí như này các bạn. Đấy, ôi ơi, tí nữa té nha. Đấy, ôi
cũng ok đấy các bạn. Đấy, từ từ mình sẽ chỉnh lại sau. Đấy. Ui. Ok. Và việc tiếp theo của các bạn là sẽ làm như này các bạn. Ui. Có đặt bị nhầm mấy bạn ơi. Đấy. Ok. Và mình sẽ làm những cái phiến các bạn. Bên đây cũng vậy luôn. Nếu bạn thấy nhà mình đẹp thì cứ để lại một comment bên dưới nha bạn ơi. Rồi. Rồi mình sẽ làm những cái phiến này các bạn. Ôi những con sói mình các bạn. Ôi cưng thiệt sự á. Ôi 12 cục mình nghĩ cũng không đủ rồi. Đi chế thêm. Đấy như vậy là cũng ok nè. Mình sẽ leo lên lại được. Đấy căn nhà mình cũng sắp hoàn thiện. Ôi mình cứ bị cái lửa nó chạy nó đốt vài các bạn. 1, 2, 3, 4. Coi sẽ lắp. Lắp lại như này các bạn. Đấy ok thì ở trên đây là hoàn thành được cái máy các bạn ơi. Bắt đầu qua phần trang trí. Đấy coi sẽ trang trí tạm tạm như thế này thôi. Ôi, nó cứ bị nhầm các bạn, khó chịu quá. Đấy, lại nữa, cây bên nồi. Đập cái mấy cục cắt lên đi các bạn. Ok. Vừa đủ luôn, mình sẽ đập chỗ mía này đi các bạn ơi. Mình sẽ trồng chỗ mía chỗ khác lại. Đấy. Coi mình cũng đã sắp hoàn thiện được căn nhà các bạn ơi. Coi giờ sẽ lấy những cái vén cầu thang này các bạn. Chỉ đặt đây. 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 Đây ok. Cái mặt còn lại cũng vẫn vậy luôn nha các bạn. Đây. Đây, đây. Hỏi. Cái này cũng vẫn vậy luôn. Và bây giờ là việc tiếp theo của các bạn là ui là lập cửa sổ nha các bạn. Ê chết mẹ, tự nhiên mình đào cái cục gỗ này làm chi các bạn ơi, mình lỡ tay ấy. Rồi lại đặt nhầm. Đấy chỉ đặt đuốc lên các bạn. Sẽ đặt đút lên đây cho nó sáng sủa căn nhà các bạn ơi. Ok bây giờ là sẽ làm mình sẽ lấy những cục này mình lắp ở trên các bạn, mình không muốn thấy cái máy ấy. Rồi và các bạn sẽ làm cửa sổ cho mình nha. Bên đây một cái cửa sổ này, ở chỗ này mình nghĩ là thêm một cái cửa sổ ngay đây các bạn. Bên đây nữa. Đấy. Ồ, cái cửa sổ gì vậy? Hơi bị giận. Ôi, mình sẽ đặt cái chỗ này đi này. Thêm chỗ này mình nghĩ sẽ không cần làm cửa sổ đâu. Bên đây một cái cửa sổ nữa đi. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ đi nung một ít cát các bạn ơi. Mình sẽ tạo một cái xẻng để mình đào ít cát để làm kính các bạn. Chén đá luôn đi. Rồi mình sẽ đi. Ở bên đây có cát thì mình sẽ đi đào một ít cát ở chỗ này các bạn. Rồi. Ôi nó bị lủng các bạn ơi. Gần chỗ mình có cát luôn tiện vãi. Sẽ lấy đất lắp lên lại cho nó đỡ chống bạn. Rồi coi từ từ mình sẽ sửa lại chỗ này sau. Giờ mình lấy tạm đất đá mình lắp lên đi các bạn.
Đấy, ok. Sẽ nung kép cái này. Bỏ một bích gờ gỗ vào. Ok. Bây giờ mình sẽ làm một cái cột thang bằng đá như vậy, mình sẽ trang trí hoài. Đấy. Vị trí cái khu này. Lấy cục đập nó đi các bạn ơi. Đấy. Ok, thì sẽ lấy những cái hàng rào của các bạn. Hợp lý thì sẽ lấy hàng rào nó sẽ hợp lý hơn. Hàng rào đá hay ta? Đúng rồi, mình sẽ lấy hàng rào đá đi. Ok. Đấy. Như vậy là cũng sắp xong được căn nhà rồi các bạn. Mình sẽ làm một cái cửa nào. Ok, mình sẽ lấy cái cửa bằng gỗ này các bạn. Ôi mình lỡ tay chế ra nhiều quá. Đấy, coi. Ok, giờ mình sẽ dọn đồ vào các bạn ơi. Cho bạn sói mình đứng lên đi. Đấy. Mình nghĩ là ui chết mẹ rồi. Mình quên chứ. Lấy lại cái rương này các bạn. Ok, mình sẽ vào nhà và đặt cái rương lên đây. Cắt bắt đồ vào rồi. Ok. Sẽ đi ngủ các bạn ơi, mình không muốn bị zombie tấn công. Ok, mình đi ngủ. Đây là đêm thứ hai của mình rồi các bạn. Đấy. Ok, căn nhà của mình đã sắp xong rồi. Ok, nín kính đã luôn sắp xong rồi các bạn. Ôi mình nghĩ mình sẽ đi cắt một ít lá các bạn. Hiện tại mình chưa có sắt các bạn ơi, từ từ sẽ cắt lá và trang trí sau. Chờ có kính nữa là hợp lý các bạn. Đấy, có kính nữa là sẽ căn nhà nó hơi bị hợp lý luôn đấy. Ok, đặt cái cục lò nung này đi các bạn. Ôi đấy, sẽ đặt cái bàn chế tạo bên trong, chế tạo kính đây. Có kính đâu ta? Đấy, kính đây các bạn. 16 miếng, mình nghĩ 16 miếng là đủ rồi. 1, 2, 3 Đấy. Đây mình sẽ làm những cái lồng đèn các bạn. À không, mình quên chứ, mình chưa có sắt làm sao được làm những cái lồng đèn các bạn. Rồi. Ok, thì căn nhà của mình đã xong rồi các bạn ơi. Ok, mình sẽ ra để cho các bạn xem cái căn nhà của mình. Đấy, các bạn có thấy không? Đây là cái căn nhà mình tự xây á các bạn ơi, xịn sò cũng được mà các bạn. Thì nếu bạn thấy nó đẹp hay sao các bạn, để lại comment bên dưới video cho mình biết nha các bạn. Đấy, mình nghĩ cũng hợp lý á. Mình không có nhận là mình xây nhà đẹp nhưng mà mình nghĩ vậy là cũng ok rồi các bạn ơi. Đấy. Ôi, có con chó mình nè. Rồi, căn nhà này cũng hợp lý nha các bạn. Mình sẽ đi một vòng căn nhà cho các bạn xem. Sẽ đặt đuốc xung quanh căn nhà để zombie nó không tấn công được trong lúc mình đang ngủ vậy. Mình sẽ trồng bí đại quen khu vực này vậy. Đấy. Ôi, căn nhà của mình cũng được mà các bạn. Rồi. Hợp lý nha. Thì ok, thì mình nghĩ video của mình đến đây cũng đã kết thúc các bạn ơi. Đó, tập này mình đã xây xong được một căn nhà ven cái biển các bạn. Thì nếu các bạn thích video của mình thì quên để lại một like, một subscribe ủng hộ kênh của mình nha các bạn ơi. Đặc biệt hơn nữa là các bạn share lên Facebook hoặc cái hội nhóm khác để ủng hộ, để lên mình lấy lại tương tác các bạn ơi. Thì các bạn chỉ cần để lại một like thôi các bạn ơi, tại vì like là miễn phí mà. Có bạn, mấy bạn bấm like không có mắc mét gì đâu các bạn ơi, chỉ cần bấm để lại một like thôi. Đấy. Thì
Mình mong các bạn là tuần sau là mình đã bắt đầu đi học lại, nên mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để hợp lý hơn để ra video cho các bạn xem. Đấy. Ok, thì bạn muốn mình làm trong tập gì cho cái phần mình cứ nói nhầm ấy. Bạn muốn mình làm gì trong tập tiếp theo cứ comment bên dưới video cho mình biết nha. Ok. Bye bye các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Yeah.